đi thờ cụ hai mẹ con. Xem nào, đánh hai mẹ con nhá. Cảnh sát đề đi. Đến không? Mấy phút nữa? Hai phút. Một cái này thôi. Tại sao lại bắt bố? Bố làm sao? Bố ăn lấy điện thoại xong, xem nhà ra đánh hai mẹ con luôn. Đâu bố đánh hai mẹ con đâu. Con vỡ vặn. Con hư. Con xuyên tạc. Đúng, bố đánh hai mẹ con đâu? Bố đánh vào đâu? Đúng. Đánh vào đâu? Đây. Đâu? Bụng hai mẹ con luôn. Đánh bụng hả? Đánh bụng hai mẹ con. À, có đau không? Thế có đau không? Có đau không? Bố đánh xong có đau không? Ôi chồng ơi. Cảnh sát đau quá rồi, nhẹ xô ruột quá rồi. Đâu, con gọi lại đi, cảnh sát không đến đâu. Không đến đâu rồi. Gọi lại xem là cảnh sát ra tại... Số nào? 900. 9700. 900 lại 9700. Sao nghe nè? Sao lại không nghe? Gọi lại đi. Không phải gọi khi nào bọn cảnh sát nghe mới thôi chứ. Lâu đến rồi bố say, bố đánh hai con mình nhé. Bố gọi nhé. Mẹ dậy. À, mẹ dậy. Gọi đi. Gọi cảnh sát đi, sợ lắm. Con đây rồi. À, có con đây rồi. Bảo vệ mẹ nhá. Hello, cảnh sát à? Bà bắt bố đi. Thế rồi. Đến 24 rồi. Đến 24. 24 là cái gì? Mẹ. Thế bố đánh vào đâu con? Đánh vào đâu con? Bố về chém nào? Tí à? Đánh vào tí à? Con là u nổ. Con này xuyên tạc. Mẹ, bố chém rồi. Cảnh sát chưa đến à? Cảnh sát đến chưa? Bố đã nói rồi. Thịt chữ thơm ngủ. À, bố dạy con chỉ như nào nhỉ? Chỉ như này không? Bố cứ nói nữa, con rửa cái chai nữa. Ừ. Chỉ như này không mà. À.